Bữa nay sẽ review cái nồi chiên không dầu. Ok, bây giờ mình khui cái thùng ra. Bên trong nó là sẽ cái nồi chiên không dầu của một người anh gửi cho. Đây. Bây giờ mở ra bên trong nha. Mình gỡ cái tem này nữa. Rồi. Bên trong nó là như vậy. Đây là nửa con vịt mình ốp chao rồi, bây giờ bỏ vào nướng nha. Nướng lần một trong vòng 20 phút ở nhiệt độ là 180 độ. Rồi bây giờ trở về lại, nướng nướng lần hai là 200 độ 15 phút. Đây là cái kết quả thành quả cuối cùng.